Trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây Kiev đang chuẩn bị kiểm soát lâu dài các khu vực ở vùng cớt Su-25 của Nga phóng tên lửa, Ukraine bắn hạ Su-34 tiến sâu vào cớt Kế hoạch xây dựng khu định cư mới ở bờ Tây của Israel Nội dung cuộc họp giữa Thủ tướng Israel và ông Trump ngay bây giờ là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hãng tin AFP đã phân tích dữ liệu từ các nguồn tin của nga do viện nghiên cứu chiến tranh ISW chuyển tiếp và đánh giá. Theo đó, quân đội Ukraine đã tiến qua khu vực rộng 800 km vuông bên trong lãnh thổ của Liên bang Nga ở tỉnh Kursk. Trong một video do Văn phòng Dịch vụ Báo chí phát đi, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tuyên bố các lực lượng nước này hiện kiểm soát 74 khu dân cư ở khu vực biên giới tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã tổ chức một cuộc họp về tình hình an ninh và nhân đạo tại vùng Kursk của Nga, nơi quân đội Ukraine đang tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới chưa từng có. Ông nêu những vấn đề đã được thảo luận, đồng thời đăng video về cuộc họp với các quan chức cấp cao khác rằng an ninh, viện trợ nhân đạo và kể cả thành lập các chính quyền quân quản nếu cần thiết. Trong một bài đăng sau đó cũng trên Telegram, Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk đã hé lộ thêm một vài chi tiết. Theo đó, Ukraine sẽ tạo ra một khu vực an ninh tại vùng Kursk của Nga và có kế hoạch tổ chức hỗ trợ nhân đạo, thiết lập hành lang sơ tán cho người dân muốn đến Nga hoặc Ukraine. Đồng thời, nước này cũng có kế hoạch cho phép các tổ chức nhân đạo quốc tế tiếp cận khu vực. Việc Ukraine nhanh chóng thảo luận về các vấn đề như nhân đạo, an ninh tại các khu vực đang kiểm soát ở vùng Kursk cho thấy một số tính toán của Kiev. Giới chức Ukraine dường như tin rằng phải mất một thời gian khá lâu để Nga phản công và giành lại được những vùng đất đã mất. Mặt khác, việc nhanh chóng tìm giải pháp cho các vấn đề nhân đạo có thể là một nỗ lực của Kiev nhằm tạo ra sự đối lập với Moscow khi Nga phát động hoạt động quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Hãng tin Reuters đã phát đi đoạn phim cho thấy các công nhân Ukraine đang sử dụng máy móc hạng nặng để xây dựng các tuyến phòng thủ mới giữa tỉnh Sumy của Ukraine và tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Tuyến phòng thủ này được cấu thành bởi dây thép gai và các cấu trúc bê tông nhằm cản trở xe tăng gọi là răng rồng. Reuters cho biết thêm, sở dĩ Ukraine xây dựng tuyến phòng thủ mới dọc biên giới giữa tỉnh Sumy của Ukraine và tỉnh Kursk của Liên bang Nga là để chuẩn bị cho một cuộc tấn công của Moscow có thể xảy ra nhằm đáp trả cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào tỉnh Kursk hôm 6 tháng 8. Tờ Thời báo Phố Wall dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, để đối phó với cuộc tấn công của ukraine vào tỉnh kursk liên bang nga đang rút một số quân khỏi chiến trường ukraine tuy nhiên phải thấy rằng tới nay mặc dù lực lượng mặt đất ukraine được cho là đang tiếp tục đà tấn công ở kursk nhưng lực lượng nga đã đạt được những bước tiến đáng kể trên mặt trận pokrovsk ở khu vực donetsk của ukraine và theo tiết lộ của một thành viên của một tiểu đoàn thuộc lực lượng đặc biệt với tờ bưu điện kiev tình hình đang trở nên thảm khốc Mới đây, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã công bố đoạn phim về những gì được cho là hoạt động chiến đấu của máy bay chiến đấu Su-25 ở tỉnh Kursk. Theo hãng tin Reuters, trong đoạn phim do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố, hai chiếc chiến đấu cơ Su-25 cất cánh và trong quá trình hoạt động trên bầu trời, chúng đã phóng nhiều quả tên lửa xuống mục tiêu. Trong một diễn biến khác, tài khoản mạng xã hội X của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ máy bay ném bom Su-34 của Liên bang Nga. Tờ Bưu điện Kiev dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine AFU cho biết thêm, chiếc Su-34 nêu trên bị lực lượng phòng không của không quân Ukraine bắn hạ khi đang hoạt động trên bầu trời tỉnh Kursk ở phía đông bắc biên giới Ukraine. Liên bang Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin do tờ Bưu điện Kiev đăng tải. Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố lực lượng Kiev tiếp tục giành được nhiều bước tiến ở vùng Kursk của Nga và đã tiến thêm 1 đến 2 km trong ngày 14 tháng 8. Ông Zelensky viết trên Telegram rằng, chúng tôi tiếp tục tiến xa hơn ở vùng Kursk từ 1 đến 2 km ở nhiều khu vực khác nhau kể từ đầu ngày hôm nay. Chúng tôi cũng bắt hơn 100 tù binh Nga trong cùng khoảng thời gian này. Trong video được đăng tải trên Telegram, Tổng thống Zelensky đã được tư lệnh quân đội Oleksandr Sisky báo cáo tình hình chiến trường. Theo tướng Sisky, những nỗ lực tấn công chính đang tập trung vào các hướng Toresk và Pokrovsk để ngăn chặn đối phương tiến công và gây ra tổn thất tối đa. Tướng Sisky cho biết thị trấn biên giới Suza của Nga hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay tuyên bố quân đội Nga đã đẩy lùi nỗ lực tiến sâu hơn của lực lượng Ukraine ở Kursk. Thiếu tướng Ati Alaudinov, Phó Cục trưởng Cục Chính trị Quân sự của lực lượng Vũ Trang Nga và chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat thông báo lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào quân đội Ukraine tại khu định cư Martinovka ở Kursk. Ông cũng cho biết quân đội Ukraine sẽ phải chịu những tổn thất không thể khắc phục được khi tiến hành các hoạt động quân sự và cố gắng thiết lập các tuyến đường hậu cần ở Nga. Chính quyền Nga vừa công bố được sơ tán công dân lớn nhất khỏi vùng xung đột kể từ cuộc chiến tranh Chechnya lần thứ hai theo tuyên bố của các thống đốc khu vực, gần 194.000 người sẽ được sơ tán khỏi các khu vực ở Kursk và Bengorod do cuộc tấn công quân sự đang diễn ra của Ukraine. Tại tỉnh Kursk, quyền thống đốc Alexei Smirnov cho biết 180.000 cư dân từ 8 quận, bao gồm cả những quận gần nhà máy điện hạt nhân Kursk, sẽ được di rời. Cho đến nay, 121.000 người đã rời bỏ nhà cửa. Tại tỉnh Bengorod, thống đốc Vyacheslav Gladkov đã thông báo về cuộc di rời cư dân khỏi quận với lý do hoạt động của kẻ thù gần biên giới. Quận này tiếp giáp với quận Benkovsky ở vùng Kursk và là nơi sinh sống của 13.800 người. Thống đốc Gladkov đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tỉnh, khiến Benkovsk trở thành tỉnh thứ hai sau Kursk phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp do các cuộc tấn công liên tục của Ukraine. Theo ông Gladkov, tình hình ở khu vực Benkovsk vẫn cực kỳ khó khăn và căng thẳng. Các cuộc pháo kích hàng ngày của lực lượng vũ trang Ukraine đã dẫn đến việc phá hủy nhà cửa cũng như gây thương vong cho dân thường. Vị thống đốc Nga nói rằng chính quyền quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bộ khu vực Belgorod để bảo vệ người dân và hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng. Trước đó, trên kênh Telegram của mình, thống đốc Gladkov cho biết có khoảng 11.000 người đã được sơ tán khỏi quận Krasnoyarsky ở khu vực Belgorod của Nga do các hoạt động gia tăng của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo ông Gladkov, trong số những người di tản có khoảng 1.000 người hiện đang ở trong các trung tâm lưu trú tạm thời một cuộc sơ tán có tổ chức lớn như đang diễn ra ở Kursk và Belgorod được cho là chưa từng được tiến hành ở Nga kể từ Thế chiến thứ hai và có quy mô tương đương với cuộc sơ tán khỏi thành phố Leningrad, nay là Saint Petersburg năm 1941 khi 488.700 người đã được di rời. Trong khi đó, hãng tin Reuters cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đăng tải một video trên tài khoản Telegram của mình. Trong đoạn phim, người ta thấy Tổng tư lệnh quân đội, tướng Oleksandr Shishky Báo cáo tóm tắt tình hình xung đột ở tỉnh Kursk cho biết các lực lượng của Ukraine tiếp tục tiến xa hơn ở Kursk từ 1 đến 2 km tại nhiều khu vực khác nhau kể từ đầu ngày. Tướng Sitskiy cho biết thị trấn biên giới xuất ra ở tỉnh Kursk của Liên bang Nga đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Mặc dù vậy, phía Liên bang Nga tuyên bố giao tranh vẫn đang diễn ra trong thị trấn này. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã tổ chức một cuộc họp về tình hình an ninh và nhân đạo tại tỉnh Kursk của Liên bang Nga nơi quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới chưa từng có. Sau cuộc họp, Phó Thủ tướng Ukraine, bà Irina Vereshchuk cho biết, Ukraine đang tạo ra một khu vực an ninh tại tỉnh Kursk của Liên bang Nga và có kế hoạch tổ chức hỗ trợ nhân đạo và hành lang sơ tán cho những người dân thường muốn đến Liên bang Nga hoặc Ukraine. Bà Vereshchuk nói thêm trên tài khoản Telegram của mình rằng, Ukraine cũng có kế hoạch tổ chức cho các tổ chức nhân đạo quốc tế tiếp cận khu vực này. Về phần mình, cũng sau cuộc họp nêu trên, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Igor Klimenko cũng cho biết quân đội nước này sẽ cho phép sơ tán dân thường khỏi tỉnh Kursk của Nga và sẽ tạo ra một vùng đệm tại đây. Trong một phát biểu được hãng tin AFP dẫn lại, ông Klimenko nói việc tạo ra một vùng đệm ở tỉnh Kursk là bước đi để bảo vệ cộng đồng biên giới của chúng tôi khỏi các cuộc pháo kích diễn ra hàng ngày. Trang mil.in.ua dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Litva Laurinas Kassiunat nói trong cuộc họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Nga đã cho rút một số đơn vị đồn trú ở tỉnh Kaliningrad về nước để điều tới tỉnh biên giới Kursk. Ông Kassiunas nói trong cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Ukraine, do sự chiến đấu ngoan cường từ binh sĩ Ukraine nên phía Nga đã phải rút nhiều binh sĩ đồn trú khỏi tỉnh Kaliningrad về nước. Chúng tôi coi động thái này là một sự phi quân sự tại đó. Bộ trưởng Kassiunas tin rằng việc các đồng minh của Kiev cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga là bước ngoặt. Đáp lại, Tổng thống Zelensky cảm ơn Litva vì sự hỗ trợ toàn diện, bao gồm cả cung cấp vũ khí. Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận chi tiết về nhu cầu quốc phòng của Ukraine và sự hỗ trợ thêm từ Litva, chủ yếu trong lĩnh vực phòng không, máy bay không người lái và các thiết bị quan trọng khác. Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Litva, trong tháng 8 năm nay, tổng cộng có 14 xe bọc thép chở quân M113 hệ thống phòng không tầm ngắn, hệ thống chống máy bay không người lái, xe địa hình, xe móc chở hàng, xe nâng 20 tấn, máy xúc, súng trường, đạn dược và thuốc nổ sẽ được chuyển đến Ukraine. Trước đó hồi đầu tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Litva Rinkevich đã ký thỏa thuận an ninh song phương có thời hạn 10 năm. Trong đó, Litva sẽ hỗ trợ Ukraine về phòng thủ mạng, ra phá bom mìn, công nghệ không người lái, ủng hộ Kiev gia nhập Liên minh châu Âu, EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, cũng như một khoản hỗ trợ quân sự tương đương 0,25% GDP của Litva cho Ukraine mỗi năm. Litva là một trong số những quốc gia tích cực ủng hộ Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Trong năm 2024, Litva cũng sẽ cung cấp cho Ukraine khoảng 120 triệu đô la Mỹ viện trợ quân sự, cũng như các hỗ trợ bổ sung trong hoạt động bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia Đông Âu này. Nguồn tin an ninh Ukraine cho biết, nước này vừa qua tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất nhằm vào các sân bay quân sự của Nga. Theo đó, Ukraine đã nhắm vào 4 sân bay quân sự Nga, đó là các căn cứ không quân Voronezh, Kursk, Savaslega và Borisoglebsk. Ukraine cho biết, hành động này nhằm làm suy yếu khả năng của Moscow trong việc sử dụng máy bay chiến đấu để tấn công bằng bom lượn vào Ukraine. Nguồn tin nói trên cũng cho biết, phía Ukraine đang đánh giá mức độ thiệt hại mà họ gây ra cuộc tấn công vào các sân bay diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang tiến sâu vào khu vực Kursk của Nga. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã chặn được 4 tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka U và 117 UAV do Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga trong đêm. Hầu hết số tên lửa và UAV nói trên bị bắn hạ tại tỉnh Kursk, nơi lực lượng Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vừa qua. Theo RT dẫn lời các quan chức quân sự và dân sự, tất cả 4 tên lửa Tochka U và 37 chiếc UAV trong số đó đã bị bắn hạ tại Kursk. Giới chức tại tỉnh Voronezh thuộc Nga nói rằng tỉnh này đã phải hứng chịu 37 UAV, không có thương vong nào trên mặt đất, nhưng một số mảnh vỡ đã rơi xuống khu dân cư, gây thiệt hại cho một số tòa nhà và xe cộ. Ngoài ra, một báo cáo cho hay đã xảy ra tấn công vào căn cứ không quân Baltimore ở Voronezh dẫn đến hỏa hoạn. Truyền thông địa phương cũng đưa tin về các cuộc tấn công bằng UAV và vụ nổ ở thị trấn Borisoglebsk của vùng Voronezh. Người dân cho rằng căn cứ không quân tại đây đã bốc cháy sau đòn tấn kích bằng UAV của Ukraine. Trong khi đó, theo tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga, binh sĩ ở tỉnh này đã chặn được 17 UAV của Ukraine. Tại căn cứ không quân Savas tờ biên điện Kiev đưa tin rằng căn cứ này đã bị thiết bị bay không người lái UAV của Ukraine tấn công. Đây là căn cứ của những chiếc chiến đấu cơ MiG-31K trang bị tên lửa siêu thanh Kinza của Liên bang Nga. Các nhân chứng cho biết có khoảng 10 vụ nổ gần sân bay ở vùng Nizhny Novgorod của Liên bang Nga. Một số hình ảnh và video về thiết bị bay không người lái trong khu vực đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Người dân cho biết, việc tiếp cận các làng và thị trấn gần đó như Savas Leica và Kulebaki đã bị hạn chế. Bộ trưởng Tài chính Israel, ông Bezalel Smotrich thông báo chính phủ nước này đã phê duyệt kế hoạch xây dựng một khu định cư mới tại địa điểm di sản thế giới được tổ chức giáo dục Khoa học và văn hóa Liên hợp quốc UNESCO công nhận gần Bethlehem ở bờ tây bị chiếm đóng. Ông Bezalel Smotrich cho biết chính phủ Israel đã hoàn thành các công việc chuẩn bị và công bố kế hoạch xây dựng khu định cư nahan Heles mới ở Gush Etzion, một tổ hợp các khu định cư ở phía nam Jerusalem. Quan chức này nêu rõ không gì có thể ngăn được Israel phát triển các khu định cư. Tất cả các khu định cư của Israel ở bờ tây bị chiếm đóng từ năm 1967 đều bị coi là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế, dù có được chính phủ Israel cấp phép quy hoạch hay không. Peace Now, một tổ chức chuyên theo dõi các hoạt động xây dựng khu định cư của Israel đã lên án kế hoạch này, gọi đây là cuộc tấn công toàn diện vào một khu vực di sản nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang cổ xưa và hệ thống thủy lợi tinh vi, bằng chứng về hàng nghìn năm tồn tại của con người. Trong những năm qua, Hàng chục khu định cư trái phép đã mọc lên ở bờ Tây. Không tính Đông Jerusalem, hiện có khoảng 490.000 người định cư Israel đang sinh sống tại lãnh thổ này cùng với khoảng 3 triệu người Palestine. Các đảng cực hữu trong liên minh cầm quyền tại Israel đã thúc đẩy việc tăng tốc mở rộng các khu định cư. Hồi tháng 6, Israel tuyên bố sẽ cấp phép xây dựng năm cơ sở mới ở bờ Tây với ba khu định cư mới và chiếm giữ những vùng đất rộng lớn nơi người Palestine tìm cách thành lập một nhà nước độc lập, khiến người Palestine thêm tức giận. Chính quyền Palestine, PA, đã nhiều lần phản đối việc xây dựng khu định cư và phá hủy nhà cửa của người Palestine. Việc phê duyệt cũng diễn ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng ở bờ Tây và Đông Jerusalem liên quan cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza bùng phát từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Trong diễn biến liên quan, cũng vào tháng 6 năm nay, theo kênh CNN của Mỹ, chính phủ Israel đã tìm cách tăng cường các khu định cư của người Do Thái ở bờ Tây bị chiếm đóng sau khi một số quốc gia đơn phương công nhận nhà nước Palestine. Trong một tuyên bố đưa ra khi đó, văn phòng thủ tướng Israel nêu rõ tất cả các đề xuất nhằm tăng cường các khu định cư ở những vùng mà Israel gọi theo kinh thánh là Judea và Samaria được bỏ phiếu tại cuộc họp nội các an ninh Tuyên bố của văn phòng thủ tướng Israel thời điểm đó cũng cho biết, nước này sẽ xem xét những hành động cần thực hiện chống lại chính quyền Palestine khi họ thực hiện các hành động chống lại Israel tại các cơ quan và tổ chức quốc tế. Trong báo cáo ban đầu của Lầu Năm Góc về vụ tấn công ở Rimelan, đông bắc Syria vừa qua, 8 binh sĩ Mỹ đã bị thương sau vụ tập kích bằng UAV. Thiếu tướng không quân Patrick Ryder, người phát ngôn Lầu Năm Góc nói thêm, 8 binh sĩ nói trên bị chấn thương não và ngạt khói sau vụ tấn công. 3 binh sĩ trong số này đã quay trở lại làm nhiệm vụ. Theo đoạn video ghi lại vụ tấn công, máy bay không người lái không xác định đã đánh trúng một mục tiêu tại căn cứ Rimelan gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Vụ tấn công cũng gây ra đám cháy bên trong căn cứ. Theo tướng Ryder, quân đội Mỹ tin rằng lực lượng được Iran hậu thuẫn đã thực hiện vụ tấn công nhưng Lầu Năm Góc vẫn chưa xác định lực lượng dân quân nào đứng sau vụ việc. Các báo cáo ban đầu về cuộc tấn công bằng UAV tại Rimelan không tiết lộ về thương tích, nhưng một quan chức Mỹ giấu tên đã nói với Reuters rằng có thiệt hại về người. Căn cứ Rimelan, còn được gọi là Rmelan hoặc Rumalin, nằm ở tỉnh Hasaka của Syria. Vào cuối năm 2015, quân đội Mỹ đã tiếp quản sân bay Abu Haza trong khu vực và thiết lập một căn cứ tại đó cơ sở này đã được sử dụng như một căn cứ hậu cần cho quân đội Mỹ và đồng minh người quốc trong cuộc xung đột chống lại phiến quân Hồi giáo IS. IS đã chiếm phần lớn Syria và Iraq vào năm 2014, trong khi Iran và Nga hậu thuẫn quân đội chính phủ Syria chống lại bọn khủng bố. Mỹ lại gửi binh sĩ và tuyển mộ lực lượng dân quân người quốc để chiếm lấy phần phía đông Syria, khu vực có phần lớn trữ lượng dầu mỏ và đất nông nghiệp lớn nhất quốc gia Trung Đông này. Washington hiện triển khai khoảng 900 quân ở Syria bất chấp sự phản đối từ Damas và vi phạm luật pháp quốc tế. Lầu Năm Góc đã mô tả nhiệm vụ của mình là ngăn chặn sự trỗi dậy của IS. Trong khi đó, lực lượng dân quân người quốc đang kiểm soát khu vực này với sự hỗ trợ của Mỹ đã từ chối công nhận chính quyền trung ương ở Damas. Dẫn các nguồn thạo tin, trang Axios cho biết có hai nguồn tin của Mỹ được thông báo về cuộc gọi mới đây của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong cuộc gọi, hai bên đã thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin giữa Israel với lực lượng Hamas ở giải Gaza. Một nguồn tin cho biết ông Donald Trump nhận cuộc gọi với dự định khuyến khích ông Netanyahu chấp nhận thỏa thuận. Văn phòng Thủ tướng Israel không phủ nhận cuộc gọi đã diễn ra, trong khi chiến dịch tranh cử của ông Trump từ chối bình luận. Tháng trước, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cho rằng Israel cần chấm dứt giao tranh ở giải Gaza càng sớm càng tốt và đưa các con tin trở về. Cuộc gọi của ông Trump và ông Netanyahu là điều hơi khác so với hình dung của nhiều người khi ông Trump đã rời Nhà Trắng vào năm 2021. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn có thể giải thích được bởi quan hệ cá nhân giữa hai bên rất tốt khi ông Trump làm Tổng thống Mỹ. Ông cũng đang là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Theo tờ Times of Israel, cuối tháng trước, ông Netanyahu đã vận động khôi phục quan hệ với cựu Tổng thống Trump. Với kết quả là hai bên thống nhất một cuộc gặp khi Thủ tướng Netanyahu có lịch trình đến Mỹ. Trong buổi tiếp Thủ tướng Netanyahu, ông Trump cũng cảnh báo có thể xảy ra một cuộc chiến lớn ở Trung Đông, thậm chí là Thế chiến thứ ba nếu ông không thắng cử. Ông Netanyahu có quan hệ tốt với ông Trump hơn ông Biden trong bối cảnh Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel đang bất đồng về các vấn đề như thương vong dân thường ở giải Gaza và tốc độ viện trợ vũ khí của Washington cho Tel Aviv. Khi phát biểu trước Quốc hội Mỹ, ông Netanyahu đã ca ngợi cả ông Biden và ông Trump, song đặc biệt tán dương các chính sách mà cựu Tổng thống Mỹ từng thi hành khi còn tại nhiệm. Gần đây nhất, ông Netanyahu và ông Biden đã có một cuộc điện đàm nảy lửa sau khi thủ lĩnh chính trị của nhóm Hamas bị ám sát tại Iran. Tổng thống Biden khi đó thể hiện thái độ cứng rắn và kêu gọi ông Netanyahu chấm dứt mọi gia tăng căng thẳng trong khu vực. Ông cũng yêu cầu Israel lập tức đàm phán ngừng bắn ở giải Gaza và trao đổi con tin. Sự hỗ trợ quân sự của Mỹ vào đầu cuộc xung đột Israel, Hamas thoạt đầu nhận được các tín hiệu đồng thuận. Tuy nhiên, càng về sau, khi thiệt hại cho thường dân Palestine là quá lớn và sự bế tắc trong vấn đề trả tự do cho toàn bộ con tin bị Hamas bắt giữ, chính quyền Biden bị chỉ trích gây áp lực lên Israel để tìm lối thoát cho xung đột. Trong khi đó, đại giáo chủ Iran Ali Khamenei vừa lên án chiến tranh tâm lý của đối phương nhằm buộc Tehran phải xem xét lại hành động trả đũa Israel. Trong phát biểu vừa qua, ông Khamenei nhấn mạnh, bất kỳ sự rút lui nào, dù là quân sự, chính trị hay kinh tế, đều sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của thần thánh. Một số người tin rằng chính phủ Iran muốn tránh tình hình căng thẳng gia tăng nhưng vẫn đe dọa tấn công Israel để có được nhượng bộ từ Mỹ trong bối cảnh washington nỗ lực ngăn chặn chiến sự lan rộng